Hello. Sẵn thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà bảo dưỡng, vệ sinh, bảo dưỡng cái lọc gió đồ chơi. Có thể là rất là nhiều hãng đồ chơi, rất là đạt, nó tùy thị trường nó mạnh hay yếu, giống như xe vậy đó, đánh mạnh hay yếu tùy thị trường thôi. Nhưng mà những cái lọc gió đồ chơi chính hãng của DNA, của Canon và một số hãng bên châu Âu và Mỹ ha. Chứ không phải nhất thiết khi anh em là chuẩn nhất, không phải anh em, tùy anh em thích cái sản phẩm nào. Dựa trên cái lọc gió Canon của con R6 đời 2003 của mình, đó là lọc gió Ray. Mình mua lọc gió này á, đặt từ bên Mỹ về, xe này cũ quá, không ai mua sẵn để bán hết. Lọc gió này mình mua khá là đắt ha, tầm 3,8 triệu lận. Nó mắc lọc gió bình thường rất nhiều, với lại tiền ship nữa đó. Thì mình chia sẻ với anh em cái quy trình mà dưỡng, cho anh mượn chút xíu đây, mà vệ sinh dưỡng cái lọc gió. Ví dụ như đây, cái lọc gió này thì mình dùng cái dung dịch là vệ sinh, là mình xịt nó lên, cái xong rồi mình mới dùng cái vòi nước á, mình rửa lại để cho nó sạch bẩn, nó sạch hết xong rồi á thì mình mới phơi khô xong rồi á, nó ráo nước thì có ráo như vậy, thì mình mới châm cái dầu, gọi là dầu dưỡng lọc gió. Cái dầu này á, khi mà châm vô những cái miếng lưới như vậy á, thì nó sẽ cản lại bụi, và khi mà gió qua nó, khi mà cái động cơ nó hút á, thì nó cản lại những cái bụi bẩn ha đó. Và châm dầu á, thường là châm bên ngoài, anh em thấy những cái khe này nó chưa có, ở giữa chưa có rồi đúng không đó, từ từ nó sẽ thấm vô, mình nổ máy nó hút, nó sẽ thấm đều vô. Thì cái lực gió này á, mình cho một cái lượng vừa đủ, bất kỳ cái gì cũng vậy, một cái lượng vừa đủ, chứ không phải cho ướt nhẹp. Cho ướt nhẹp nó cũng chả hiệu quả gì đâu anh em. Với lại á, mình nổ máy nó hút vô á, mà dầu nhiều quá nó sẽ hút tràn tùm lum hết, nó ướt nhẹp không hay. Xăng á, mà nó phối với dầu này nữa thì hả, nó đốt không có sạch đâu anh em. Đó thì anh em nhìn nè, đây là rửa chưa có châm dầu dưỡng, còn đây là đã châm dầu dưỡng rồi, cái màu nó sẽ khác nha. Đó. Và sau khi mà mình gắn vô xe, mình nổ máy á, thì cái màu nó còn lợt đi nữa, nó lợt hơn. Lý do là cái hút á, cái buồng đốt á, nó hút cái qua cái gió, qua cái boe nè. Đó, thì á, những cái dầu mà dư á, nó sẽ rớt xuống luôn cái buồng đốt đó anh em. Cho nên cái màu đỏ này sau khi mình tra thì mình nổ máy, nó sẽ khi mình xài một thời gian tháo ra, nó sẽ nhạt màu hơn, nó không có còn màu đỏ đậm như vậy đâu. Đó, nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên là anh em đừng có hiểu nhầm. Có nhiều anh em thấy cái combo mà vệ sinh của mình, vệ sinh dây côn, dây ga, lọc gió, boe. Lọc gió là như vậy nè, lọc gió không như vậy là đã bao nhiêu tiền rồi anh em. Một cái bình dầu dưỡng anh em kêu một bộ như vậy nè, là mua khoảng 400 mấy, 500 mấy, một chai rửa, một chai dưỡng như vậy, làm được có bao nhiêu cái thôi anh em. Làm được, mình nói cao tay nhất là khoảng tầm 6 cái, 5 đến 6 cái, cho là 6 cái đi. Thì cái rửa nó đã hết rồi. Cái dưỡng này á, mình xài cho được cả chục cái lận, nhưng mà rửa chỉ xài được 5 6 cái thôi. Cho nên những anh em mà một bộ này hết mấy trăm ngàn. Là mình gồm có combo này, rồi rửa, vệ sinh cái boe. Boe dây côn như thắng buji, thùng xăng lớn, cụm bơm xăng. Cái thùng xăng lớn anh em á, mà nó cặn nhiều, nó xét nhiều, mình chà rửa sạch, cái xong mình lấy chín của xăng anh em á, mình lắc, mình đổ nó cặn ra. Bình mà càng dơ là cặn, là càng hao xăng. Chứ mình không lẽ mình lấy xăng của mình. Đó, mình phải lấy xăng anh em, mình lắc, mình đổ xăng cặn ra, rồi cụm bơm xăng. Cụm bơm xăng bên trong á, ngoài cái lọc xăng ngoài là mình tính tiền rồi, còn cái cụm bơm xăng trong vệ sinh rồi xử lý cụm bên trong nữa, phải dùng máy. Đó. Anh em thấy nguyên một cái combo như vậy chỉ có 800 ngàn. Nó phải làm những cái công việc như vậy, bù qua sớt lại. Đó, nó sẽ sớt một cái số phần, giống như là đó, giống như bét. Cái bét phun á thì mình tính là 200 ngàn. Đó là luôn công rồi đó nha. Ở bên mình không có tính công tháo lắp. Tính luôn vô trong cái cây bét đó là một cây 200 ngàn. Tính ra vệ sinh một cái con xe Nexpa chỉ có tốn 2 triệu 4 hay 2 triệu 6 thôi.
2,6 triệu thôi. 8324 có 2,4 triệu à. 2,4 triệu một cái lọc xăng ngoài nữa là 150.000, nữa là tầm khoảng 2,5 triệu là một con nát. Còn một con Sport là cộng thêm 800.000, tại vì con Sport nó có 8 cái bét phun đó, là khoảng có 3,350 luôn cái lọc xăng. Hầu mắt đâu anh em. Phải làm hết những công việc mà tháo ra hết như vậy, luôn công hết rồi. Anh em thấy, và mình dùng những cái hóa chất để xúc bét á, cũng là những cái chai mà nó rất là đắt tiền. Một chai nó 200 mấy chục ngàn, cái chai mà để mà vệ sinh bét mình dùng máy, chưa tính cái chai rửa bét. Thấy không? Đây anh em cứ coi cái chai này. Những cái đồ mình làm không hề rẻ anh em. Đây nè, Ultrasonic Cleaner nè. Đó, mình dùng cái chai này một chai bao nhiêu tiền rồi? Anh em có hiểu. Rồi dây côn, dây ga phải vệ sinh, phải xúc nó, xúc sạch xong rồi mới xịt khô rồi mới châm cái nhớt vô. Nhớt phải dùng nhớt sạch, nhớt mới. Đó, rất là nhiều thứ. Công rất là cực, làm từ sáng tới chiều với một cái người chuyên nghiệp. Đó. Và một thêm một cái phụ việc nữa mới làm kịp. Chứ không có phải là nhanh đâu anh em, cho nên anh em mang xe qua nên mang sớm giùm mình. Làm nhanh thì không hiệu quả. Đó cũng là một phần lý do tại sao mà bên mình làm xe anh em chạy khác hẳn á. Chạy rất là ngon, chạy khác hẳn luôn. Khác hẳn hoàn toàn. Đó, đáng cái đồng tiền nằm chỗ này. Ha. Anh em nên hiểu chứ nhiều anh em không hiểu thấy hơi buồn. Rồi nói những cái mà giống như không có tra dầu lọc hay là này kia, mình rất là buồn anh em. Mình làm ở đây riết rồi mình mua mấy cái chai đó mua không nổi, tại vì mấy cái chai đó nó nhỏ mà không kỳ hết hàng. Riết rồi mình phải đặt những cái chai nè. Anh em nhìn bình này, bình mấy lít không á? Không, vừa chai rửa vừa chai dầu à. Đó, mình chơi chai bự vậy không à. Canon đó, oi á, là chai dầu đó. Còn là Air Filter Cleaner là cái rửa của Maxima. Đó, thì nếu dùng những cái chai lớn như vậy thì nó rẻ tiện hơn cho mình, nhưng mà như đó không mấy triệu bạc đó anh em. Không hề rẻ đâu, mấy triệu bạc. Nó chỉ là tiện vì cái số lượng nó nhiều thì nó sẽ làm được nhiều xe hơn thôi. Đó. Thì những cái đồ mình thay, mình làm cho anh em thấy. Làm điện đồ mọi thứ là đều có chắc, đồ mua toàn là đồ xịn hết. Bấm cốt rồi sạch sẽ gọn gàng. Đó, làm điện là dùng băng keo vải chứ không có dùng băng keo đen. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có cần làm bảo dưỡng hay gì cứ ủng hộ mình ha. Đó. Ở đây khách ở đây mình làm, mình không có ngại, mình làm trực tiếp trước mặt khách. Còn nếu mà khách á mà ở nhà kẹt công việc không đi được thì mình sẽ quay lại cái quá trình làm cho khách xem, để xem bên trong nó như thế nào, sao làm sao, cái gì còn xài được, cái gì hư rồi và sắp hư rồi đó. Cho nên anh em muốn kiểu gì mình cũng làm được ha. Cảm ơn anh em.